chương 1 một. một phế vật ngốc tử nguồn mê truyện audio com trời tháng 5, ánh nắng tươi sáng trong ngự hoa viên của lê quốc lại là một mảnh sắc màu rực rỡ muôn hoa khoe sắc tại đây phía sau núi giả ở phía tây bắc ngự hoa viên lại mơ hồ truyền đến một trận tiếng khóc ô ô đau quá mặt giao nhi đau quá không cần đánh giao nhi mặt giao nhi đau quá ô ô tự xưng giao nhi là một cô nương khóc đến không thở nổi nán lại nhìn kỹ, lại thấy bàn tay của cô nương khác đánh tới khuôn mặt nhỏ nhắn kia, dĩ nhiên là đã xưng thành đầu heo, vốn là quần áo xinh đẹp, lại tràn đầy bụi, bộ dáng vô cùng chật vật, cô nương này không phải ai khác, đúng là đại tiểu thư của phủ định quốc hầu Lê Quốc, Diệp Tịch Giao, mà lúc này vừa nghe Diệp Tịch Giao hô đau, hồng y thiếu nữ đứng trước người nàng không những không dừng tay, mà còn nâng tay hung hăng quăng cho Diệp. Tịch Giao một cái tác. Đau không? Cũng chính là ngươi, ngươi là cái phế vật ngốc tử thẩm vân xong vẻ mặt ngoan độc đáy mắt xinh đẹp lại mười phần hận ý nghĩ lại nàng ta đường đường là nhị tiểu thư của thẩm gia là linh giả với thiên phú tam giai xích giai thời kỳ đầu trong chốc lát nhưng lại cùng với cái này phế vật ngốc tử trong thiết yến giống nhau ngồi ngang hàng ngẫm lại liền cảm thấy thật đáng giận càng tức giận hơn nữa là rõ ràng chính là cái phế vật ngốc tử thế nhưng còn cùng tuyên vương điện hạ có hôn ước dựa vào cái gì nàng là một cái ngốc tử dựa vào cái gì, nghĩ đến đây, thẩm vân song trong lòng càng phát ra lửa giận, vừa muốn tiếp tục động thủ, lại bị một bên đại tiểu thư thẩm phi yến của thẩm gia ngăn cản. Song nhi muội muội làm gì tức giận lớn như vậy? Đại tiểu thư thẩm phi yến của thẩm gia chính là sự kiêu ngạo của thẩm gia, năm vừa mới 10 tuổi liền đo ra thiên phú tứ giai hỏa hệ. Dĩ nhiên hiện giờ là linh giả trung kỳ xích giai, chính là từ trước đến nay một thẩm vân song kiêu ngạo, ở trước mặt thẩm phi yến, cũng phải trở thành một cái đuôi theo sau. Khi đại tỷ muốn như thế nào? Chẳng lẽ cứ như vậy mà thả nàng? Gấp cái gì? Ta chỉ là lo lắng cứ như vậy đánh tiếp, cái này ngốc tử không có gì, ngược lại tay của song nhi muội muội lại bị thương. Nói xong thẩm phi yến chuyển mắt nhìn về phía dịp tịch giao, dịp tịch giao nháy mắt cả người run lên, mà lúc này thẩm vân song phản ứng trở lại, lập tứ cười nói. Vẫn là đại tỷ thông minh. Dứt tiếng, Trầm Vân Song đưa tay ra bên hông rút roi ra, liền hướng về trên người Diệp Tịch Giao đánh tới. Diệp Tịch Giao là bị một trận tiếng nói chuyện đánh thức, trên người bỗng rác đau, nhưng 10 năm loạn lạc, Diệp Tịch Giao đã sớm học xong tính nhẫn nại, nhưng thật ra không biết là như thế nào, chính là đầu óc hỗn độn đau không chịu nổi, mà ngay tại thời điểm Diệp Tịch Giao mơ hồ, chỉ nghe bên tai truyền đến tiếng nói chuyện của hai nữ tử. Chật, thật không kiềm chế nổi mới đánh, lúc này mới vài cái A, à, thế nhưng sẽ chết quả nhiên là một cái phế vật. Chẳng qua đại tỷ, hiện tại làm sao bây giờ? Hiền đêm này ngốc tử bỏ lại chỗ này. Vẫn là tìm một chỗ rồi xử lý. Xử lý như thế nào? Song nhi muội muội lại chớ quên, nơi này là hoàng cung, làm sao có thể muốn xử lý liền xử lý? Nói lời này chính là đại tiểu thư thẩm phi yến, mà lúc này, nhìn thấy dịp tịch giao nằm trên mặt đất không nhúc nhích, Thẩm Phi Yến cả người lại có một loại nói không nên lời vui sướng, đã chết là tốt, đã chết mới tốt, một cái phế vật, lại là cái ngốc tử thế nhưng còn vọng tưởng chiếm lấy tuyên vương điện hạ tuấn Mỹ thần võ, nếu không phải ngày thường dịp gia đem cái này ngốc tử bảo vệ chu toàn, nàng đã sớm đem cái này ngốc tử giết chết, chỉ có thể mượn thẩm vô song ngu ngốc giết chết nàng, vừa. Lúc không làm dơ tay chính mình. Nếu đã như vậy chỉ thả nàng chỗ này chung quy cũng không tốt, hay là đem quần áo của nàng cởi biện pháp này tốt. Vừa lúc trong chốc lát trong cung thị vệ lại đây, làm cho nàng bị xem hết sạch. Dứt tiếng, Diệp Tịch Giao liền cảm thấy có người đi tới bên cạnh chính mình, trong lòng rùng mình, liền mãnh liệt mở mắt, mà ngay tại khi nháy mắt thấy rõ trước mắt này hai cô nương, trí nhớ giống như thủy triều trong khoảnh khắc lại tuôn ra trong đầu. Chương 2 2. Lột sạch bóng một Nguồn Mê truyện audio.com Đại lục Lăng Vân, nhiều quốc gia mọc lên là nơi tôn thề kẻ mạnh mà nàng lúc này lại xuyên vào trên người đại tiểu thư ngốc tử trùng tên trùng họ với mình của phủ định quốc hầu lê quốc nếu chỉ là cái ngốc tử cũng liền thôi lại vẫn là cái phế vật ngay cả thấp nhất nhất giai thiên phú cũng không có này ba chữ diệp tịch giao đó không chỉ là sỉ nhục của cả diệp gia vết nhơ của toàn bộ lê quốc còn trở thành đối tượng bị nhạo báng của mỗi người trên đại lục lăng vân cũng may người diệp gia từ trước đến nay bao che khuyết điểm, thực lực đủ mạnh, thậm chí vì cháu gái duy nhất, lão gia tử diệp gia năm đó cũng không tiếc vận dụng uy áp, để được quốc chủ lê quốc hạ chỉ tứ hôn, hy vọng dùng một tờ hôn ước, làm cho người bên ngoài kiên dè thân phận mà không tùy tiện khi dễ nàng, đáng tiếc, diệp tịch giao căng cơ quá kém, tuyên vương lại rất xuất sắc, ngược lại càng làm cho một ít người càng nảy sinh chán ghét đối với diệp tịch giao, hận không thể mau chóng diệt trừ giống nhau hiện tại trước mắt tỷ muội thẩm gia này cùng diệp gia giống nhau thẩm gia cũng là một vọng tộc có danh tiếng của lê quốc mà đại tiểu thư thẩm gia thẩm phi yến mặt ngoài thuần khiết như ngọc trên thực tế độc ác vô cùng mà khi thấy diệp tịch giao đi đến liền lén lút theo phía sau lúc sau bắt được cơ hội liền đem diệp tịch giao đem đến nơi này mượn tay thẩm vân xong ngu ngốc đem diệp tịch giao đang sống sờ sờ đánh chết thậm chí ngay cả khi đã chết vẫn còn chưa hả giận lại vẫn phải lột quần áo, phơi xác nơi đông người, nhục nhã đến vô cùng mà một khi làm cho thẩm phi yến đắc thủ, không chỉ chính dịp tịch giao, ngay cả đó là dịp gia thì thanh danh cũng mất sạch, đánh tiếc, lúc này dịp tịch giao đã không còn là cái kia phế vật ngốc tử, mà là cao thủ đã lăn lộn ở 10 năm mặt thế, cho nên trong phút chốc đã rõ ràng tình huống, nháy mắt dịp tịch giao vượt qua, tiếp theo bản thân ôm lấy thẩm vân xong, đem nàng ném ra đi bên ngoài. Phanh. Nhất thời, trong chốc lát, thẩm vân song không hề phòng bị cứ như vậy cả người liền đụng vào hướng núi giả, trực tiếp hôn mê bất tỉnh, tiếp theo dịp tịch giao giống như cá chép ưỡn người, theo trên mặt đất nhảy lên, sau đó hướng về phía ngực thẩm phi yến, một đá từ trên không chính là vừa mới xuyên qua mà đến, dịp tịch giao hành động vẫn có chút không thuận tiện, dùng hết 10 phần lực, nhưng cũng chỉ có thể phát huy không đến ba thành, nhưng thật ra làm cho thẩm phi yến giữ lại được một. Mạng, mặc dù vậy, Thẩm Phi Yến vẫn là bay đi ra ngoài, sau đó cùng Thẩm Vân Song giống nhau, đụng vào núi giả hôn mê qua, theo sau, Diệp Tịch Giao như trước không có bỏ qua, thả người một cái đi tới trước người Thẩm Phi Yến, nâng tay nhặt một khối tảng đá, liền hướng về đầu nàng ném tới, đây cũng chính là thói quen của mọi người ở thời kỳ mặt thế, cho đến khi nào người chết ta mất mạng mới thôi, chính là, ngay tại lúc hòn đá trong tay sắp sửa đập vào người Thẩm Phi Yến, Diệp Tịch Giao lại đình chỉ. Động tác một chút, suýt nữa đã quên, hiện tại không phải là mạc thế, mà là đại lục lăng vân, mà chính nàng giờ đang ở trong hoàng cung lê quốc, cho nên thật sự đem hai cái tiện nhân này trực tiếp giết, cũng sẽ không biết sẽ phát sinh thêm chuyện gì, dịp tịch giao không phải sợ, chính là cảm thấy có chút phiền phức, hơn nữa, cứ như thế giết hai người, có phải hay không có chút rất tiện nghi các nàng, nghĩ đến đây, dịp tịch giao thuận tay đem hòn đá ném tới bên cạnh trong bụi cỏ, tiếp theo mắt hiếp lại nhìn hai nữ nhân. Trên mặt đất, sau lại động tay thuần thục liền đem quần áo trên người của hai người lột sạch thậm chí ngay cả cái yếm với tiết khố cũng không buông tha trực tiếp kéo xuống dưới sau đó trực tiếp vò lại biến thành một đoàn thuận tay vứt bỏ ném tới cách đó không xa vào trong ao hoa sen nhìn thấy trước mắt hai thân thể bóng loáng nằm trên mặt đất diệp tịch giao lúc này mới vừa lòng ngừng tay theo sau đánh giá bốn phía nhưng vừa nhìn thấy trước mắt là sắc màu rực rỡ hoa khoe màu đô sắc Diệp tịch giao cả người đều ngây dại. Chương 3 3. Lột sạch bóng 2 Nguồn Mê truyện audio com Mười năm mặt thế, trời vĩnh viễn là một mảnh bụi mịt mù, đất vĩnh viễn bị bao phủ bởi máu tanh thê lương, nàng đã bao lâu rồi không thấy được cảnh đẹp như vậy. Dịp tịch giao thậm chí đã muốn quên, hóa ra trời vẫn còn có thể như vậy xanh, hoa còn có thể như vậy đẹp, ngay cả không khí đều lộ ra hương vị tươi mát làm người ta phát điên. Giờ khắc này, Diệp Tịch Giao cảm động đến muốn khóc, nhưng cuối cùng chính là nhẹ nhàng nhắm mắt lại, hung hăng hít sâu mấy hơi không khí trong lành này, sau đó bắt đầu cúi xuống kiểm tra miệng vết thương trên người mình, nhưng vừa thấy, Diệp Tịch Giao không khỏi sững sờ, hóa ra chỉ thấy quần áo trên người Diệp Tịch Giao lúc này đã sớm bị roi cuộc trách nát không chịu nổi, vết máu đỏ tươi thấm đẫm quần áo, văng khắp nơi liếc mắt nhìn vết thương đã khiến người ta kinh sợ không thôi, mà trên mặt, tuy rằng nhìn không thấy, vẫn có thể như trước cảm nhận rõ ràng sưng lên đau đớn. Hừ, đối với một cái ngốc tử có thể xuống tay nặng như vậy, quả nhiên là một cái nhân tài. Diệp tịch giao từ trước đến nay có thù tất báo, mà đúng lúc này, chỉ nghe cách đó không xa truyền đến tiếng nói chuyện, Diệp tịch giao phản ứng lên, thân hình chợt lóe, trốn được ở một góc bí mật, lập tức ngẩng đầu, đã thấy một đám nam nhân từ xa đang đi tới, đi tới có hai người, trong đó một người là đại thiếu gia Thẩm gia, cũng chính là Thẩm Như Ngọc, đại ca của hai tỷ muội Thẩm gia, người đi bên cạnh Diệp Tịch Giao liếc mắt một cái đã nhận ra là vị hôn phu trong truyền thuyết, Tuyên Vương Mặt Cẩm. Ly, đối với đại thiếu gia Thẩm Như Ngọc của Thẩm gia, Diệp Tịch Giao không có hứng thú, nhưng thật ra đối với Tuyên Vương Mạc Cẩm Ly, lại làm cho Diệp Tịch Giao không thể không nhìn thêm vài lần chỉ thấy lúc này áo cẩm bào được làm từ tơ tầm vàng kim phủ lên thân người, thắt lưng bên eo giống nhau cũng lộng lẫy như vậy, một bên mũ rồng đem đầu đầy tóc đen bó buộc cẩn thận tỉ mỉ, lộ ra khuôn mặt anh Tuấn góc cạnh rõ ràng, từ xa nhìn lại quả nhiên phi phàm đến chói mắt. Đáng tiếc, ở giữa ánh mắt của hắn kiêu ngạo quá nặng, làm cho cả người đều mang theo một cổ hương vị cao cao tại thượng, chỉ liếc mắt một cái, Diệp Tịch Giao liền không có hảo cảm với người nam nhân này, theo sau liếc mắt tới hai tỷ muội thẩm gia vẫn đang hôn mê, Diệp Tịch Giao nháy mắt lông mày vừa động, tiếp theo sau đó là nhấc lên một hòn đá nhỏ, hướng tới đầu thẩm vân xong mà ném qua đi, Diệp Tịch Giao khống chế lực đạo vô cùng tốt, không nện vỡ đầu thẩm vân xong, lại vừa lúc đem nàng cứu. Tỉnh, mới vừa mở mắt, thẩm vân xong còn có chút mơ hồ, nhưng sau đó phát giác chính mình nằm trên mặt đất, trên người lạnh lẽo, không khỏi cúi đầu nhìn, vừa thấy tiếp theo nháy mắt đứng lên hét lớn. A a a, như thế nào, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Thẩm Vân Song vừa sợ vừa giận, mà bị nàng ta làm ầm ĩ như vậy, Thẩm Phi Yến cũng tỉnh, tức khắc thấy rõ ràng tình huống, sắc mặt nháy mắt đại biến, lập tức hung tợn kêu lên. Câm miệng. Ngươi cái thứ ngu xuẩn, đây là muốn gọi tất cả mọi người tới sao? Thẩm Phi Yến căng thẳng không được, cố tình còn bị một cái ngu xuẩn cản mà vừa mới trải qua việc thẩm vân xong kêu la, không cần nghĩ cũng biết, chuẩn bị sẽ có người lại đây nếu làm không tốt hậu quả, đến lúc đó thẩm phi yến cũng lười quản cái này ngu xuẩn, nhưng thanh danh bao nhiêu năm của nàng ta, đã có thể toàn bộ bị hủy, thẩm phi yến nàng chính là linh giả thiên phú tứ giai hỏa hệ, như thế nào có thể bởi vì loại chuyện này mà đánh mất thanh danh. Kia, kia hiện tại làm sao bây giờ? Nếu có người trong chốc lát tới, biết thì hãy mau câm miệng cho ta. Chạy nhanh đi tìm quần áo. Lúc này đây dĩ nhiên Thẩm Phi Yến không có thời gian suy nghĩ vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, hai người vội vàng từ mặt đất đứng lên, một lúc sau tìm một vòng, cũng không tìm được một kiện quần áo nào cả, mà cùng lúc đó, Thẩm Như Ngọc Nguyên bản nghe được thanh âm, dĩ nhiên đi tới núi giả bên này. Chương 4 4. Trò hay Nguồn Mê truyện audio.com Trời ạ, à, là, là tuyên vương điện hạ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Thẩm vân song nhịn không được kêu to, câm miệng. Thẩm phi yến tức giận, xoay tay quăng cho Thẩm vân song một cái tát, Thẩm vân song liên tiếp bị mắng, lại bị đánh, hai mắt tức khắc hiện lên một hồi căm hận, nhưng khi mắt nhìn thấy tuyên vương muốn tới, Thẩm vân song lập tức không nghĩ ngợi gì, trực tiếp đẩy Thẩm phi yến một cái sau đó xoay người bỏ chạy kích động vừa qua thẩm vân sông căn bản không thấy rõ đường vừa đúng lúc sau núi giả có một ao hoa sen kết quả chỉ nghe trầm một tiếng liền nhảy vào trong ao hoa sen mà hiện tại mùa này hoa sen trong ao vẫn chưa nở nhưng vẫn là có lá cây cứ như vậy thẩm vân sông một cái không có đầu óc ngược lại may mắn trốn qua nhưng thật ra thẩm phi yến bị đẩy bởi thẩm vân sông lập tức đụng vào trên núi giả khi tinh thần phục hồi lại muốn chạy đã không còn kịp rồi, Thẩm Phi Yến thở hỗn hển, xem như là đã đem sự căm hận đặt trên người Thẩm Vân xong. Nhưng trước mắt phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại cho sự việc phanh phui ra ngoài, đã có thể lúc này, bỗng nhiên Thẩm Phi Yến cái khó ló cái khôn, nắm lên một vốc bùn trên mặt đất, dĩ nhiên đem trát loạn lên tóc làm cho hoàn toàn rối loạn bù xù, tiếp theo lại kéo tóc xuống che khuất đi khuôn mặt sau đó cả người ngồi xổm dưới đất bắt đầu ô ô khóc lên, đây là bắt chức học theo nàng, dịp tịch giao trốn ở một góc không nhịn được mà đôi mi xinh đẹp nheo lên, lúc này, một nhóm người của tuyên vương mặt cẩm ly cũng vừa tới núi giả, nhưng khi tức khắc nhìn thấy chuyện gì xảy ra, mọi người nhất thời sững sờ cả người, chỉ thấy lúc này đây, toàn thân một người nữ nhân, tóc tai thì bù xù, chính là đang ngồi khóc thúc thích ở một góc hẻo lánh, chỉ lộ ra cổ tay trắng ngần, quả thực là vô cùng khó coi không nghĩ tới trong ngự hoa viên lại có cảnh đẹp như thế này nhưng thật ra làm cho người ta mở rộng tầm mắt a à. ha ha quá tuyệt diệu quá tuyệt diệu thói xấu trong xương cốt của nam nhân nhất thời bị câu ra tức khắc không ngừng vui cười lúc này chỉ lại nghe vang lên tiếng khóc ô ô đau quá giao nhi đau quá ô ô tuyên vương ca ca giao nhi chẳng lẽ nữ nhân này là diệp tịch giao cái kia phế vật ngốc tử mọi người lúc này mới bừng tỉnh hiểu ra nguyên bản còn đang vui cười tức khắc hiện lên một mặt khinh thường nhưng thật ra diệp tịch giao đang trốn ở một góc nhất thời bị tức đến nở nụ cười gặp qua người không biết xấu hổ nhưng chưa thấy người không biết xấu hổ như vậy đều tới hoàn cảnh này rồi thế nhưng còn càng buồn cười chính là học chính nàng còn gọi cái gì mà tuyên vương ca ca mà nguyên bản tuyên vương mặt cẩm ly còn đang thờ ơ lạnh nhạt, quả nhiên trong nháy mắt giống như là chạm vào đồ vật gì đó bình thường dơ bẩn, khinh thường dễu cực một tiếng, nhưng thần thái đáy mắt mắt lại hiện lên một tia khác thường. Diệp tịch giao tự nhiên rõ ràng biết hắn đang suy nghĩ cái gì, nhưng làm sao có thể cho đôi tra nam tiện nữ này được toại nguyện, sau đó diệp tịch giao làm cho tóc tán loạn, không ngại bẩn mà phun ra một ít nước bọt, quệt lên trên mắt, tiếp theo liền xoa xoa ánh mắt, từ một bên bí mật đi ra ô ô, tuyên vương ca ca, ô ô, tuyên vương ca ca, ngươi ở nơi nào? Giả bộ. Ai không biết làm? Xem lát nữa ngươi diễn như thế nào, nhất thời khi dịp tịch giao xuất hiện, tất cả mọi người ở đây không khỏi sững sờ, mà thẩm phi yến nghĩ đến sắp lừa bịp được mọi người, lại nháy mắt sắc mặt toàn bộ vạn vẹo, hận không thể lập tức tiến lên, đem dịp tịch giao cắn chết bằng một ngụm, chết tiệt, cái ngốc tử này sao lại đến đây? Còn có chuyện gì vừa mới xảy ra? chính mình sao lại té xỉu. Còn có hiện tại phải làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Chương 5 năm Trên mông có nốt ruồi đen Nguồn Mê truyện audio com Từ trước đến nay, Thẩm Phi Yến tự xưng là thông minh, nhưng giờ đây lại hoàn toàn luống cúng. Nhưng thật ra tuyên vương mặt Cẩm Ly hơi hiếp ánh mắt, đầu tiên là mắt nhìn Thẩm Phi Yến đang ngồi sổn trên mặt đất lại nhìn tiếp diệp tịch giao với khuôn mặt đã sưng thành đầu heo và một thân vết thương rợn người tiếp theo chính tay đem cẩm bào trên người cởi xuống sau đó tiến lên phủ cẩm bào lên người thẩm phi yến đồng thời mở miệng nói tịch giao muội muội làm sao lại ham chơi ở chỗ này bách hoa yến lập tức sắp bắt đầu rồi vẫn là nhanh đi chuẩn bị một chút đi không cần càng quấy bộ dáng mặt cẩm ly làm vô cùng tốt thanh âm kinh thường mà nhìn sang bên cạnh diệp tịch giao sau đó nâng tay với tùy tùng phía sau, ra vẻ phải trực tiếp cất bước đi qua thẩm phi yến. Thẩm phi yến nôn nóng không được, giờ đây tức khắc trong lòng vui vẻ, chỉ có dịp tịch giao bên cạnh hai mắt phát ra lạnh lùng, bởi vì dịp tịch giao biết, nam nhân trước mắt này căn bản không phải thật sự nhận ra chính nàng, mà mặc kệ trước mắt là ai ngồi sổn nơi đó, hắn đều sẽ chỉ ra và xác nhận người kia chính là nàng, dù sao, cùng chính nàng so sánh với. Cái nữ nhân ngồi sổn trên mặt đất mới càng thêm bẻ mặt, thanh danh bị hủy cho nên nàng ta phải là dịp tịch giao như vậy hắn mới có thế danh chính ngôn thuận mà từ hôn nàng a à, tốt cho một chiêu đổi trắng thay đen xem ra vì từ hôn nam nhân này đều không tiếc cái giá phải trả nghĩ đến đây dịp tịch giao không khỏi cười lạnh trong lòng lập tức trực tiếp đi qua một phen nhéo thẩm phi yến liền bắt đầu lớn tiếng kêu lên ô ô tuyên vương ca ca là của ta thẩm gia tỷ tỷ tránh ra thẩm gia tỷ tỷ tránh ra Diệp Tịch giao hô lên một cách tê tâm phế liệt, mà lúc này vừa nghe bốn chữ Thẩm gia tỷ tỷ, nguyên bản mọi người còn xem náo nhiệt, nhất thời ngây ngẩn cả người, phải biết rằng ở kinh thành mà phóng tầm mắt nhìn, có thể bị xưng là Thẩm gia tỷ tỷ, chỉ có hai người, một người là đại tiểu thư của Thẩm gia, Thẩm Phi Yến, người khác là nhị tiểu thư của Thẩm gia, Thẩm Vân Song, đặc biệt là Thẩm Phi Yến, dung mạo chẳng những xinh. Đẹp, tao nhã xuất trần, lại là một thiên tài với thiên phú tứ giai về phần thẩm vân song tuy rằng không bằng tỷ tỷ của mình là thẩm phi yến nhưng cũng là một mỹ nhân xinh đẹp chính là không biết nữ nhân trước mắt này rốt cuộc là vị nào của thẩm gia cho nên trong lúc nhất thời mọi người đều phát ra tính tò mò bát quái nháy mắt mọi người đều đem tầm mắt nhìn xuống thẩm phi yến đã được mặt cẩm ly nâng dậy thẳng cho đến khi xém đem thẩm phi yến tức đến học máu nhưng mà thẩm phi yến lại không dám nói lời nào lại càng không dám phản bác chỉ có thế gắt gao nắm lấy cẩm bào trên người, bước nhanh đi ra ngoài, nhưng dịp tịch giao sao có thế đế cho nàng ta được như ý, trên tay dùng sức kéo một cái, nháy mắt chỉ nghe một tiếng, soạt, cẩm bào nhất thời bị xé thành hai đoạn, lập tức cái mông trơn bóng của thẩm phi yến lộ ra trước mắt mọi người. Di, thẩm gia tỷ tỷ trên mông có nốt ruồi đen, ha hả. Trong chốc lát lại khóc, trong chốc lát lại cười. Vậy mà dịp tịch giao đã đem vai điển tiểu thư ngốc này điển đến hoàn hảo, mọi người ở đây chỉ cần trường ánh mắt, tự nhiên có thể nhìn ra đây là ai, tiếp theo lại nhìn theo phương hướng, quả nhiên chỉ thấy cái mông trơn bóng, có một nốt ruồi nhưng lại là màu hồng. Một trận tĩnh lặng, tiếp theo sau đó lại là một trận tiếng cười đùa lại lớn hơn nữa, chỉ có mặt cẩm ly trước mặt mọi người, vẻ mặt đen hắt nhìn dịp tịch giao liếc mắt một cái, sau đó xoay người liền đi, ở đây đều là con cháu danh môn, trước mắt nhìn mặt cẩm ly đi rồi. Nhất thời trong lòng cũng hiểu được một ít, lập tức thu liễm lại tiếng cười, tiếp theo đó là thẩm như ngọc vẫn luôn thờ ơ bước lên, cởi ra áo khoác choàng lên. Người thẩm phi yến, sau đó mặt trầm như nước nói. Được rồi, mọi người tan đi, người tới mang hai vị cô nương này đi xuống tắm rửa sạch một chút, thuận tiện mời một vị ngự y cho vị cô nương này xem miệng vết thương một chút. Chương 6 6. Một cái tác Nguồn Mê truyện audio.com Lúc này thẩm như ngọc đứng ra, nhưng lại lạnh nhạt không có dấu đầu lòi đuôi làm cho diệp tịch giao nhìn với cặp mắt khác xưa nhưng công phu mặt ngoài như thế nào cũng không che giấu được chuyện hắn là đại ca của thẩm phi yến nếu thực sự bản thân nàng đi theo lời an bài của hắn thì như vậy phía sau chuyện gì xảy ra thì khó có thể nói được vừa mới xuyên qua mà đến diệp tịch giao tự nhiên sẽ không đi mạo hiểm mà ngay tại thời điểm diệp tịch giao đang tính toán bước tiếp theo phải đi như thế nào chỉ nghe một trận âm thanh lo lắng bỗng nhiên từ phía xa truyền tới tiểu thư giao nhi tiểu thư giúp âm thanh còn không để mọi người phản ứng lại chỉ thấy nha hoàng thúy châu của diệp tịch giao bước nhanh hướng lại đây sau đó cầm tay diệp tịch giao bắt đầu quở trách nói tiểu thư người vừa mới đi đâu vậy không phải đã nói cùng với người rồi sao đừng đi lung tung nhưng sao lại không nghe lời đây nếu mà lão gia trách tội xuống dưới thì làm sao bây giờ thúy châu một bụng bực dọc nàng ở trong phủ ban đầu tưởng hầu hạ tiểu thiếu gia thật tốt ai ngờ khi đến bỗng nhiên bị an bài hầu hạ cái ngốc tử này làm hại ngày thường người gắn bó với nàng cũng bị chỉ rõ thực sự không thể hiểu nổi một cái phế vật ngốc tử như vậy lão gia trong phủ bọn họ như thế nào vẫn luôn che chở nàng nếu đổi lại là nàng thì đã sớm một tay đem nàng dìm nàng xuống nước cho chết đuối để lại đi ra làm mất mặt xấu hổ mà hôm nay lại đáng giận hơn đã nói nhiều lần là đừng đi loạn, kết quả là chính mình vừa mới quay người nhìn xuống náo nhiệt, quay lại đã không thấy bóng dáng người, nếu không ngại với cái thân phận này, Thúy Châu thực hận không thể trực tiếp bỏ lại nàng, làm cho nàng nhớ thật lâu, chỉ lo phát ra bực bội, Thúy Châu hiển nhiên không chú ý bên cạnh còn có người khác, chờ một mạch. Nói không sai biệt lắm, mới phục hồi tinh thần lại, nhất là khi nhìn đến thẩm như Ngọc đang ở đây, nguyên bản Thúy Châu còn vẻ mặt cáo kỉnh, lập tức vuốt nhanh tóc mái, đúng niệu hành lễ. Nô tỳ gặp qua thẩm công tử. Đến cả nàng cũng không thèm liếc mắt nhìn một cái, nhưng thật ra lại có bản lĩnh câu dẫn nam nhân dịp tịch giao đem phản ứng của Thúy Châu đặt vào trong mắt, trong lòng không khỏi cười lạnh, mà thẩm như ngọc sao có thế đem một cái nha hoàng đặt vào trong mắt, thậm chí ngay cả một ánh mắt cũng chưa thưởng nàng một cái. Liền cứ thế trực tiếp mang theo thẩm phi yến rời đi, thẳng đến khi không nhìn thấy bóng dáng thẩm như ngọc, thúy. Châu lúc này mới từ trạng thái si ngốc ngốc phục hồi lại tinh thần, bỗng nhiên lập tức quay đầu nhìn về phía Diệp Tịch Giao, lớn tiếng mắng. Đều tại ngươi, đến chỗ nào cũng thêm cho ta phiền phức, còn có quần áo này của ngươi sao lại làm thành ra thế này, bách hoa yến còn chưa bắt đầu đâu, nếu trong chốc lát đế cho lão gia nhìn thấy thì làm sao bây giờ? Ngươi không phải là muốn hại chết ta. Ha ha thẩm gia tỷ tỷ có. Thẩm gia tỷ tỷ. Ta phi cái gì mà thẩm gia tỷ tỷ người ta là tiểu thư thẩm gia quốc sắc thiên hương ôn nhu thiện lương không có việc gì người ta đánh ngươi một cái ngốc tử làm cái gì còn có thế nhưng ngươi dám cùng ta tranh luận nói xong thúy châu làm bộ giơ tay lên muốn đánh diệp tịch giao theo như trí nhớ đây cũng không phải là lần đầu thúy châu đánh diệp tịch giao chính là thúy châu công phu mặt ngoài làm thật tốt nhưng sau lưng lại là là một bộ dáng khác cho nên đến ngay cả người trong phủ đều cảm thấy nàng chiếu cố dịp tịch giao không tệ, vì thế, lão hầu gia cũng không thiếu khen ngợi nàng, mọi người đều không nghĩ tới là, Thúy Châu chính là một người. Y kiêu ngạo ương ngạnh, không đem chủ tử dịp tịch giao đế trong mắt. Nhưng dịp tịch giao bây giờ đã không còn là cái kia phế vật ngốc tử, mà là dịp tịch giao đến từ 10 năm mạc thế, làm sao có thể chịu đựng việc bị một hạ nhân nhục nhã. Lập tức ngay cả tránh cũng không tránh, còn giơ tay cản lại, tiếp theo thuận thế đấy giơ tay quăng cho Thúy Châu một cái tác, ba, nháy mắt, một tiếng giòn vang vang lên, Thúy Châu không hề phòng bị liền té ngã trên mặt đất, khuôn mặt xinh đẹp lập tức sưng lên, máu tươi liền chảy ra theo khóe miệng. Chương 7 7. Không muốn chết liền làm theo lời ta nói Nguồn Mê truyện audio com Thúy Châu trực tiếp bị đánh đến lờ mờ, ngã ngồi trên mặt đất, vẻ mặt ngu đần nhìn dưới mặt đất, thẳng đến hồi lâu, thúy châu mới nâng tay lên sờ soạn khuôn mặt đau rát sau đó đem dị vật trong miệng phun ra răng răng của ta nhìn thấy trong lòng bàn tay dính máu thúy châu đầu óc trống rỗng theo sau đó mãnh liệt ngẩng đầu mắt cắt gao trừng hướng diệp tịch dao giận dữ nói ngươi ngươi dám đánh ta ngươi cái này ngu ngốc ba ngươi làm gì ba ngươi ba ba Ba, Diệp Tịch Giao một câu cũng chưa nói, liên tiếp mấy cái tác, hoàn toàn đem khuôn mặt của Thúy Châu đánh thành đầu heo, lúc này đây dù có chết, Thúy Châu cũng không dám hé răng, bụng mặt, hoảng sợ nhìn Diệp Tịch Giao trước mắt, cả thân mình không ngừng run rẩy. Thúy Châu thật sự sợ, lúc này đây Diệp Tịch Giao trong mắt Thúy Châu, không khác gì so với một ác ma đáng sợ, nhất là ánh mắt sắc bén mà lạnh băng, chỉ liếc mắt một cái, đã khiến cho người nàng phát lạnh, chính là nàng không phải là một cái ngốc tử sao. Như thế nào lại, như thế nào lại, trong lúc nhất thời, đáy mắt hoảng sợ của Thúy Châu, không khỏi hiện lên một mặt nghi ngờ, nhưng lúc này đây chỉ nghe Diệp Tịch Giao rốt cuộc mở miệng nói. Muốn chết cứ nói một tiếng, ta không ngại tiễn ngươi một đoạn, kia âm thanh lạnh băng làm cho người ta sợ hãi, nháy mắt Thúy Châu cả người run lên, vội vàng lắc đầu. Không muốn chết, liền làm theo lời ta nói, đứng lên Thúy Châu vội vàng đứng lên mang ta tìm một một địa phương để đổi quần áo. Thúy Châu dĩ nhiên đã bị Diệp Tịch giao chấn động, nghe phân phó trước mắt, nào còn dám nói lời nhảm, trực tiếp mang theo Diệp Tịch giao đi ra sau núi giả, sau đó liếc nhìn xung quanh, không chớp mắt liền đi vào trong một cung điện. "Tiểu, tiểu thư, nơi này là hoàng cung, nô, nô tỳ cũng không phải rất quen thuộc, còn thỉnh tiểu thư ở chỗ này chờ, chờ một chút, nô tỳ lập tức tìm cho ngài, tìm đến một bộ quần áo." thúy châu sợ đến mức ngay cả nói chuyện cũng không lưu loát diệp tịch giao chỉ gật gật đầu nhưng thúy châu vừa muốn xoay người lại bị diệp tịch giao gọi lại từ từ dứt lời diệp tịch giao cất bước đi đến trước người thúy châu ánh mắt vừa chuyển nhìn lên một vòng khuôn mặt của thúy châu vừa hồng vừa sưng nói nếu trong chốc lát có người hỏi đến mặt của ngươi ngươi hẳn là biết nên trả lời như thế nào bỗng nhiên bị diệp tịch giao hỏi như vậy thúy châu có chút mộng bức nhưng cũng may Thúy Châu còn có đầu óc một chút, vừa mới tưởng tượng đến lời mà Diệp Tịch Giao vừa nói, lập tức gật đầu như mổ thóc lên tiếng trả lời. Biết, nô tỳ biết, là thẩm gia tỷ tỷ, là thẩm gia tỷ tỷ. Thúy Châu cũng không biết ai là thẩm gia tỷ tỷ, nhưng tóm lại cảm thấy nói như vậy hẳn sẽ không sai lầm gì. Biết là tốt rồi, nhớ kỹ, là tỷ muội thẩm gia, cả hai cái đều có phần hơn nữa không những đánh ngươi, còn đánh ta, đã hiểu rõ là 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 nô no, nô no tì biết nô no tì biết thúy châu vừa đi diệp tịch giao lúc này mới đánh giá bốn phía sau đó đẩy cửa đi vào cung điện chắc hẳn ở đây hàng năm không có người nào ở lại trong cung điện có một chút u ám trong không khí như có như không một cổ hương vị mốc meo diệp tịch giao mắt nhìn sang phải lập tức phát hiện ngay tại mặt sau của cung điện thế nhưng còn có một cánh cửa số không lớn diệp tịch giao đi qua nán lại đem cửa số đẩy ra vốn phía sau cung điện, lại là một mảnh rừng trúc, rừng trúc che lấp đi mặt trời, âm thanh của rừng trúc theo gió xào xạc mà đến, tại lúc này đây, một trận tiếng nói chuyện nhỏ, cứ thế vô tình truyền vào lỗ tai của Diệp Tịch Giao. Chương 8 8. Ha hả tiên nữ tỷ tỷ Nguồn Mê truyện audio com Chính là âm thanh kia rất nhỏ, Diệp Tịch Giao chỉ nghe được hai từ khách quý. Vân Đỉnh, Diệp Tịch Giao biết tò mò hại chết miêu, liền không lại tính toán nghe, nhưng Diệp Tịch Giao vừa muốn xoay người, thì dưới chân không khỏi ngừng một chút, Diệp Gia, trong lúc nhất thời Diệp Tịch Giao có chút do dự, ma xui quỷ khiến vẫn là tới gần cửa số, đồng thời cẩn thận hướng chỗ rừng trúc nhìn thoáng qua, quả nhiên tiếp theo sau đó nhìn thấy. Hai bóng dáng người, nói chuyện rối rít cách đó không xa, chính là, có rừng trúc che lại, không nhìn thấy rõ mặt bọn họ, chỉ thấy hai bóng người có chút quen thuộc, tiếp theo chỉ trong chốc lát, hai người kia giống như nói xong rồi đồng thời xoay người đi diệp tịch giao tức khắc hạ ánh mắt xuống lập tức thả người bay qua cửa số lặng lẽ đi lên theo vì không đế bước dây động rừng diệp tịch giao không có theo sát nhưng trong rừng trút đường nhỏ quá nhiều diệp tịch giao không rõ ràng hoàn cảnh không lâu sau đó đã mất dấu hai người kia diệp tịch giao xoay người trở về đi một hồi lâu thế nhưng phát hiện chính mình không có trở lại cung điện ngược lại đi tới bên cạnh một cái ôn tuyền biết chính mình đã lạc đường nhưng nhìn thấy trước mắt xanh tươi hơi nước dày đặc diếp tịch dao không khỏi trong lòng có một chút tò mò nhưng vừa muốn tiến lên hai bước lại ngạc nhiên thấy một tảng đá trước mắt thế nhưng phía trên lại đặt một cái hộp nhỏ hộp gỗ đen kịp nhìn không ra được làm từ chất liệu gì đúng là khéo léo lại có thể làm được một vật xảo diệu như vậy hoa văn được điêu khắc với hoa văn cổ xưa mà tinh xảo lại ngẫu nhiên tạo ra cảm giác một cổ thần bí không nói nên lời. Không chờ đợi gì, dịp tịch giao liền đem tay lấy hộp gỗ quơ quơ, trống không, lỗ tai tới gần nghe một chút, không thanh âm, đã có thế ngay ngay tại thời điểm này khi dịp tịch giao vừa muốn đem hộp gỗ mở ra, lại bỗng nhiên nghe được một đạo tiếng nước, có người nháy mắt dịp tịch giao rùng mình, lập tức liền cẩn thận nhìn quanh trước tảng đá, nhưng phía trước vừa thấy, chỉ thấy, ngay tại bờ ôn tuyền bên kia cách chính mình không xa, một đạo bóng dáng cao to đứng đó một thân áo trắng giống như thần tiên một đầu tóc đen mang theo vết nước nhỏ xuống phía sau người có vẻ tùy ý nhìn bộ dáng hẳn là vừa tắm rửa từ ôn tuyền đi ra trong nhất thời dịp tịch giao cả người không khỏi sững sờ mà đúng lúc này một giọng nam dịu dàng như nước lại bỗng nhiên từ bờ ôn tuyền bên kia truyền tới đẹp không dứt lời nam nhân kia thản nhiên xoay người Nháy mắt liền đối diện với tầm mắt diệp tịch giao, tóc mái phất phơ, đôi mắt giống như sao, sống mũi thẳng đứng, hình dáng đôi môi vô cùng gợi cảm, đó là một nam nhân có dung mạo vô cùng yêu nghiệt, đúng vậy, chính là yêu nghiệt, mà lúc này đây, hắn nhìn chính mình mỉm cười, trên mặt lại toát lên vô cùng dịu dàng, giống như một cơn gió mùa xuân, ở bên trong một mảnh hơi nước dày đặc, phản phất. Như thần, một thân áo trắng như tuyết, càng thêm tuyệt thế vô song, thậm chí ngay cả dịp tịch giao cũng không thế không thừa nhận, kiếp trước lẫn kiếp này, đây là nam nhân nhân đầu tiên nàng gặp mà dung mạo xuất sắc như vậy, có một không hai, nhưng không biết tại sao, theo trực giác dịp tịch giao cảm thấy một tia nguy hiểm, đây chính là cảm giác của đời trước khi gặp tang thi vương bát cấp, bạo ngược, tàn nhẫn, huyết tinh. Không, thậm chí so với tang thi vương còn muốn đáng sợ hơn nữa, cho nên trong nháy mắt, thân thế dịp tịch giao theo bản năng đứng lên đề phòng, nhưng trên mặt lại ngây ngô nở nụ cười ha hả. Ha hả, tiên nữ tỷ tỷ. Quả nhiên lông mày nam nhân không thế không động, theo sau trên mặt lại phát ra tươi cười càng ôn nhu. Đa tạ cô nương tán thưởng, không biết vì sao lại đến đây. Ha hả, có người đánh ta, tiên nữ tỷ tỷ. Chương 9 9. Vật nhỏ giảo hoạt Nguồn Mê truyện audio.com Diệp tịch giao diễn vai ngốc tử thật sự vô cùng nhường nhuyễn, nhưng thân thể vẫn không hề giảm bớt sự đề phòng. Nghe vậy, quả nhiên nam nhân bạch y đảo hai tròng mắt, liếc mắt một cái, ung dung thản nhiên đánh giá diệp tịch giao từ trên xuống dưới. Nha, Không biết người nào lớn mật như vậy, dám động động thủ với cô nương đây. Người nào, người nào, thẩm gia tỷ tỷ, là thẩm gia tỷ tỷ đánh ta, ô ô, thẩm gia tỷ tỷ đánh ta. Ngây ngốc lặp lại lời nói của nam nhân kia, theo sau đó bỗng nhiên dịp tịch giao khóc thét lên, thấy tình hình như vậy, lông mày nam nhân vừa động, điều này làm cho dịp tịch giao đang khóc, thần kinh toàn bộ khẩn trương lên. Tại lúc này, ở phía sau rừng trúc, lại bỗng nhiên truyền đến tiếng gọi ầm ĩ của Thúy Châu, dịp tịch giao nháy mắt trong lòng vui vẻ, lập tức nín khóc mỉm cười. Châu châu ta ở chỗ này. Dứt lời, dịp tịch giao không dám lại lưu lại, lập tức xoay người bỏ chạy. Dịp tịch giao điên điên khùng khùng chạy đi rất nhanh, chớp mắt liền không thấy bóng dáng mà sau khi dịp tịch dao vừa đi một đạo bóng đen nhanh như quỷ mị nháy mắt lắc mình đi vào trước mặt của nam nhân áo trắng kia đó cũng chính là lạc cửu thiên quỳ một gối xuống đất nói công thượng đều đã xử lý tốt ân ừ, đem đồ vật kia lấy ra đây đi vâng sau khi cung kính trả lời hắc y nhân nhanh chóng đứng dậy sau đó nhảy lên địa phương mà dịp tịch dao vừa đứng nhưng chân vừa mới rơi xuống đất mặt lập tức biến sắc. Tôn thượng, huyền thiên trong hộp gỗ đã không thấy. Huyền thiên trong hộp gỗ chính là báu vật của tam giới, vì để lấy được nó, tôn thượng lúc trước đã hao phí không ít công sức, hắn nhớ kỹ là vừa rồi rõ ràng chính hắn đã đặt ở chỗ này, như thế nào một lát đã không thấy tâm hơi của hộp gỗ hơn nữa, tôn thượng ngay bên cạnh chỗ này, làm sao có thể dưới mí mắt tôn thượng mà trộn đi hộp gỗ. Không, tuyệt đối không thể nào, hắc y nhân không một chút do dự trực tiếp vứt bỏ suy nghĩ này, nhưng trong lòng lại cảm thấy sự việc vô cùng cổ quái, mà lạc cửu thiên lúc này lại nao nao, lập tức bước đi tới. Xác định là đặt ở nơi này. Thiên chân vạn sát, vừa mới đây, là thuộc hạ chính tay đặt hộp gỗ ở chỗ này. Mặt hắc y nhân lúc này đã một mảnh trắng bệt, dù sao, nếu như huyền thiên trong hộp gỗ bị đánh mất, như vậy mặc kệ lý do là gì, đều là chính hắn thất trách, nghĩ đến đây, hắc y nhân liền phù phù một tiếng, quỳ gối trước mặt lạc cửu thiên. Thuộc hạ làm việc thất trách, thỉnh tôn thượng trách phạt. Lạc cửu thiên vẫn chưa lên tiếng trả lời, con ngươi hơi nheo lại, bỗng nhiên một lát sau thấp giọng nói. Hiện tại nói như vậy, còn hạt dù trong đầu có một đống câu hỏi, hắc y nhân cũng không dám hỏi nhiều thêm một câu, lên tiếng cung kính trả lời, lập tức lắc mình một cái, liền cứ như thế biến mất vô tung vô ảnh ha hả thật sự là một vật nhỏ giảo hoạt. Thú vị, thật sự thú vị. Lạc cửu thiên cười nhẹ ra tiếng, trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh khuôn mặt sưng thành đầu heo, còn có khuôn mặt nhỏ nhắn cười ngây ngô kia, lập tức đầu lưỡi mê người vương ra, liếm liếm đôi môi hoàng mỹ, nháy mắt đáy mắt hiện lên một mặt suy nghĩ nghiền ngẫm cùng nguy hiểm không nói nên lời. Chương 10 10. Lão hầu gia phẫn nộ Nguồn Mê truyện audio.com vào đêm, hậu đường trong phủ định quốc hầu đèn đút sáng trưng, bỗng nhiên, ba, một tiếng, âm thanh đập bàn vang lên, vẻ mặt lão hầu gia ngồi phía trên chủ vị vô cùng giận dữ, chỉ vào Thúy Châu lớn tiếng quát. Còn không mau nói cho ta, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy, làm thế nào trên người giao nhi lại có vết thương. Nói, nhân khẩu trong phủ định quốc hầu từ trước đến nay vô cùng đơn bạc, chỉ có lão hầu gia cũng chính là Diệp Hồng, con trai thứ hai là Diệp Cảnh Thiên, cháu trai là Diệp Vô Trần cùng với cháu gái là Diệp Tịch Giao, đặc biệt là cháu gái Diệp Tịch Giao, bởi vì trời sinh ra đã ngu đần, cho nên luôn được Diệp Hồng đặt ở trong mắt, thậm chí ngay cả cháu trai duy nhất là Diệp Vô Trần, so ra cũng kém nàng. Vậy mà hôm nay, rõ ràng thời điểm ra khỏi nhà còn tốt, vậy mà khi tới hoàng cung một lát, thế nhưng kết quả lại là mình đầy vết thương, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, thế nhưng bị đánh đến sưng đỏ như vậy điều này làm sao mà ông nội như hắn có thể chịu được, cho nên lập tức Diệp Hồng cũng không quản cái gì mà bách hoa yến, trực tiếp ra cung hồi phủ, trước tìm người xem vết thương cho Diệp tịch giao, kết quả nhưng vừa thấy, Diệp Hồng tức giận đến mức mắt đều đỏ, cả người đều bị thương do roi đánh, xương sườn gãy hai cái, thậm chí ngay cả nội tạng đều bị thương tổn, như lời đại phu nói, có thế còn sống, đúng là một kỳ tích. Diệp Hồng tức đến điên rồi, nhưng vẫn là cố nén lại, người tủng tiễm trấn an Diệp Tịch Giao, sau đó đem Thúy Châu bắt đến hỏi, nhưng thật ra hắn cũng muốn nhìn một chút, rốt cuộc là ai lá gan lớn như vậy, dám đối với cháu gái bảo bối của Diệp Hồng hắn xuống tay, Thúy Châu chưa bao giờ gặp qua tình huống lớn như vậy, khi bị Diệp Hồng hỏi tới, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, cũng may trong đầu còn nhớ rõ Diệp Tịch Giao trước đó đã. Phân phó lời nói cho nàng, liền cố nén vội vàng rung giọng lên đáp. Thưa, thưa lão gia, là, là, là thẩm gia, là thẩm gia tỉ muội đem tiểu thư đánh thành, đánh thành như vậy. Cái gì? Thẩm gia. Vâng, đúng vậy lão gia, hôm nay sau khi nô tỳ mang tiểu thư tiến cung, thẩm gia tỉ muội cố ý kêu người kéo nô tỳ ra chỗ khác. Sau đó đem tiểu thư đưa tới núi giả sau ngự hoa viên, chờ thời điểm nô tỳ chạy đến, liền nhìn thấy thẩm gia tỉ muội vừa đánh vừa đá đối với tiểu thư, nô tỳ tiến lên ngăn cản, nhưng các nàng cũng đem nô tỳ vào đánh, ô ô, lão gia, ngài phải làm chủ cho tiểu thư. Mấy năm nay thẩm gia ngày càng đối chọi gây gắt với Diệp gia, cho nên vừa nghe tới thẩm gia, Diệp Hồng liền tin ngay lập tức, lập tức giơ tay hung hăng vỗ lên mặt bàn bên cạnh, khoanh, một tiếng nổ vang lên, trong khoảnh khắc đó, cái bàn vuông tinh xảo ầm ầm sụp đổ, vỡ thành bụi phấn rơi lả tả xuống đất. Thẩm gia, thẩm gia các ngươi thật đúng là tốt, thật khinh người quá đáng. Diệp Hồng tức giận đến cả người đều rung lên, mà nhị gia của Diệp gia vẫn luôn bên cạnh không nói gì, cũng chính là nhị thúc Diệp Cảnh Thiên của Diệp Tịch Giao, giờ khắc này mới lên tiếng. Phụ thân, không nên nóng vội mà tức giận, ta cảm thấy hôm nay thẩm gia ức hiếp sĩ nhục Giao Nhi, có thể là do Giao Nhi trời sinh si ngốc, có miệng khó trả lời, về phương diện khác cũng có thế là muốn dò xét chúng ta. Diệp Cảnh Thiên là một nam nhân tuấn lãng mới hơn 30 tuổi, thân hình có chút gầy yếu, nhìn qua thấy nhã nhặn văn nhã, nhưng sắc mặt tái nhợt, chỏ có đôi mắt là thâm thúy có thần. Phụ thân dù sao ngài cũng biết, mấy năm nay dịp gia chúng ta luôn luôn ép thẩm gia một đầu, thẩm gia đã luôn oán hận, đáng tiếc thực lực không đủ mà hiện giờ thẩm gia xuất hiện liên tiếp mấy vãn bối có thiên phú không tồi, lúc trước nghe nói thâm lam đột phá, thăng cấp thành linh giả lục đỉnh, cho nên hiện giờ thẩm gia mới có thể làm càng, mà không sợ hãi. Hừ, liền mấy cái nhãi con của thẩm gia cũng gọi là thiên phú không tồi làm sao có thể so với trần nhi của chúng ta chính là thiên phú lục giai hỏa hệ phóng tầm mắt ra lê quốc ai có thể sánh bằng nếu không